Wow, các bạn thử xem đây là cá gì đây? Nào các bạn xem đây là cá gì nào? Ui, nhiều chưa? Cả một thau luôn. Em bé thì nó như thế này thôi, em mà to lên thì không phải dạng vừa vừa đâu. Đấy, bản năng của em đã nhảy lên rồi đây này. Các bạn thấy không? Nhảy tanh tách cả luôn chứ đừng đùa. Đừng khinh em bé mà sầu. Con ong mà đốt thì quả bầu cũng phải thui. Thế nó sợ này. Đặt tay vào đây phát nó lại đi ra. Như là vận động viên bơi lội ấy. Bà con ơi, bà con ơi, phá cổng mở em cái cổng này để em chinh phục bằng được cái con cá này. Với cái tinh thần thắng không kêu, bại không làm các bạn ạ, mình vẫn muốn chinh phục mấy cái con cá này. Đây là cái bộ lưới này, mới mỗi một cần này là mình chuẩn bị một bộ lưỡi đôi. Đây, quả cần này thật chắc vào. Vì con cá này không phải dạng vừa đâu. Hôm nay mình để câu ở đây đấy các bạn này. Nó cho mất cả cần của mình đi rồi. Đấy. Để bây giờ mình triển khai nhé các bạn nhé. Một cần thì mình sẽ cắm ở đây. Đấy. Còn một cần thì mình sẽ cho vào trong góc kia. Bắt bằng được chứ. Ui, nhập nhòe quá. Đây các bạn này. Mình đã triển khai xong xuôi đâu đấy rồi đây. Đấy. Chỗ kia là có một cái con chim ngủ các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Trên màn hình của các bạn có nhìn thấy con chim không? Đấy. Hay nhỉ. Vừa lại có mấy con chuột nó cứ chạy vòng quanh đấy mà nó không có bay đi đâu nhá. Đấy, hay thật đấy. Rồi, bây giờ thì nếu như mà may mắn thì trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ nữa là mình sẽ túm được nó. Còn nếu mà không may mắn thì có khả năng là sẽ chờ đến sáng mai các bạn. Kia mình để góc kia một cái nữa. Rồi, chờ đợi nhé các bạn nhé. Ôi này các bạn này. Đi cắm cá về tự dưng tay nó lại bị như này. Là sao nhỉ? Hay là một cái lúc mà mình cầm kiểu như mình cầm cái cần ấy, mình cầm thật chặt để mình ghi nó, không hề đau một tí nào luôn các bạn, mà tự dưng lại kiểu như là nó chết máu ấy. Lạ nhỉ. Mình về mình tắm rửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra này. Cơm canh rau muống. Chả bao giờ mình quay các bạn bữa cơm tối của gia đình nhà mình nhỉ. Đấy, vừa mới tắm rửa xong kiểm tra cái tay cái thì quay trở lại thì là vừa đến bữa cơm. Mình ăn cơm đi. Đây cũng chỉ có tí thịt má với lại cái tí lem này thôi các bạn, với lại đĩa rau. Mình mời tất cả các bạn dùng cơm với gia đình nhà mình nhé. Anh Quân anh bảo là tí nữa mà có cá thì anh ấy gọi lên, còn nếu không có cá thì đành chờ sáng mai. Ước gì ăn cơm xong cái anh ấy gọi đi luôn là thích rồi. Wow, lại là một ngày mới bắt đầu. Đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn đang theo dõi video. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn thấy đấy, đặt cái cần câu nhưng mà chưa thấy báo cá gì, đến tầm này vẫn chưa thấy báo cá gì thì nghe có vẻ là không khả quan cho lắm. Thì mình thò đầu ra đây, mình lại thấy cái đàn cá rồng rồng của cá sộp kìa các bạn kìa. Đấy, các bạn thấy nó lóc ngóc lóc ngóc ấy. Đấy, thế có khả năng thì mình sẽ thiết kế một cái cần cổ mỗi năm. Chắc hẳn là các bạn, nhiều các bạn đang xem video cũng không biết cần cổ mỗi năm mà nó đúng ra nó là cái cần lăng xê bây giờ, thời buổi bây giờ các bạn. Lăng xê vẩy ra này này. Thế nhưng mà đúng theo kiểu chất của mỗi năm thì nó sẽ như thế nào, để bây giờ mình về mình chế cho các bạn xem. Rồi mình câu thử trong cái làn ruộng này của mình xem có dớ được cái con cá sộp là không các bạn nhá. Thôi cá lóc chả được thì bây giờ ta cố lấy con cá sộp vậy. Cá sộp mà chả được nữa thì đúng là bó tay thật, là chắc là do tay của mình. Vậy là mình cũng đã chế xong được một cái chiếc cần câu gọi là lăng xê của thời cổ. Nếu mà chuẩn ra thì mình khó thể tưởng tượng, nhưng mà người ta tiện một cái miệng gỗ, nó gần giống như cái miệng của cái này các bạn này, nó có một cái điểm thắt này này, nó bằng cái đĩa, đó là cái chuẩn của nó là như vậy. Và chiếc cần thì người ta không quan trọng gì đâu, nhưng mà cái lăng xê của người ta là chuẩn, là có một cái miếng gỗ để người ta quần người ta lặn này. Thì mình chế bằng cái lọ này các bạn này, cứ quấn thôi. Đấy, thì cái mồi thì của mình thì mình dùng mồi nhái này, lưỡi liếc cẩn thận đâu đấy, móc vào cẩn thận này. Đấy, đây là cái điểm này, là cái điểm nó cũng chả khác gì cái cần kia. Thế nhưng mà khác cái là bằng tre, và cái lăng xê này thì quấn bằng tay chứ không phải bằng máy. Mà nếu như cho mình dùng bằng máy không cẩn thận mình cũng còn không dùng được cơ. Rồi bây giờ để mình ra mình thử xem sao các bạn nhé. Cho nó nhọ hẳn một thẻ đi, đã đen đen một thẻ đi đúng không nhỉ.
cuộc đời thật quá là bất công. Ui giời, quá bất công thật các bạn ạ. Có khả năng mình bỏ cuộc mất. Bởi vì sao? Không phải là mình không không lém được, mà là do cái kiểu cọng lúa nó tốt quá, thế là cái lưỡi của mình nó cứ trườn qua là nó lại coi như nó mắc, mà cứ rằng mới giật, khó chịu thật. Rõ ràng là lém vào đúng cái ổ của mẹ con nhà nó rồi, kéo ra thế là thôi, mắc cái cọng lúa thế là cứ đánh đu. Bực rồi đấy. Chắc chỉ 2 đến 3 hôm nữa là nó sẽ cạn cái thùng này thôi, nếu như thời tiết mà nó không mưa các bạn ạ. Có lẽ thì mình cũng bỏ cuộc thôi, bởi vì là nó nhiều gốc dạ quá. Gốc dạ thì khi mà nó móc vào những cái gốc dạ như này thì khó chi là kéo và cuốn. Nói chung là cái địa hình này không dành cho cái kiểu như lăng xê này được các bạn ạ. Bỏ cuộc rồi, không đỡ được với chúng nó. Chắc là tay mình, thứ nhất là cũng tại mình câu cá ở trên anh mình giờ này vẫn chưa thấy báo cá về thì chắc là không được cái gì rồi. Không bắt được bố mẹ chúng mày thì tao sẽ bắt con của chúng mày. Kìa các bạn kìa, kìa lùi đầu lên kìa. Rồi để mình bây giờ mình nhảy xuống. Con bố con mẹ nó kìa, lập lờ kìa. Mày không thể coi như là và tay không được. Đây. Ui, cái gì thế này? Ui, tao không thể về tay không được. Bố mẹ chúng mày đâu? Bảo bố mẹ chúng mày về đây. Ui, các bạn nhìn này. Ui, khủng khiếp chưa? Đây mới chỉ là 1/4. 1/4 thôi. Đây các bạn nhìn nó chạy. Ui, cả mắt càng sống ra. Thôi được rồi, khôn lắm, bố mẹ chúng mày chạy hết rồi, bỏ hết chúng mày rồi. Các bạn biết mục đích của mình bắt làm gì không? Các bạn nhìn kìa, vẫn còn rất chi là nhiều luôn đây này. Đấy, rồng cá chuối à, đắm đuối vì con à. Đấy, bởi vì là thực sự ra là nước nó cũng sắp sửa cạn rồi, mình cũng không có ý xấu đâu. Nước sắp sửa cạn rồi thì mình đang muốn tìm cả đàn nhà nó, cả nhà chúng nó. Mình muốn bắt là bắt con bố con mẹ nó, và sau đó là sẽ đặt con bố con mẹ nó ở một cái lơm. Thế sau đó đàn con sẽ vây quanh kín hết để mình túm hết chúng nó. Từ giờ đến mai là mình sẽ cố gắng mình bắt được hết chúng nó. Để làm gì? Để mình thả nó đi các bạn, không cho nó ở trong cái vườn này nữa. Ui chết rồi. À đây đi đường này. Di chuyển chúng nó thả đi đến một cái nơi khác. Thậm chí là có khả năng là mình sẽ thả ra sông. Bởi vì tầm này chúng nó cũng đủ khả năng để nuôi bản thân nó rồi. Cái giống cá sộp này, cái bản năng của nó giỏi lắm các bạn. Đây rồi, mình mang về. Tạm thời là mình chưa mang thả đi ngay được. Để mình cố gắng là mình sẽ bắt thêm cả một cái đàn của chúng nó nữa, cho nó đông thêm. Và nếu như có đi thả thì cũng là cho nó gần như hết đàn luôn các bạn. Và cũng chờ xem ý kiến của nhiều các bạn là theo như các bạn là chúng ta thả ra sông hay là thả ra một cái chuông ở đầu làng mình. Thì theo như các bạn thì các bạn để lại ý kiến cho mình. Và tầm này nó có khả năng tự mưu sinh được không? Chứ mình nghĩ là nó thoải mái rồi đó các bạn. Cái giống này nó sẽ, mình nghĩ là bản năng của nó sẽ khỏe hơn cá lóc ta. Từng này mà nó đậu hết thì các bạn nhỉ, đúng là các dân câu coi như cứ thoải mái đi, câu cả ngày cả tháng không bao giờ hết sợ lo hết cá. Ui, chắc là chỗ này đến 500-600 con mất, chứ 1000 con thì hơi quá đúng không nhỉ. Chi chít luôn, ghê chưa. Mà cái giống này công nhận nó đẻ sai thật. Bố mẹ chúng mày bỏ chúng mày rồi, nhưng mà thôi, dù là đừng nào đi chăng nữa thì nước nó cũng cạn, mình không bắt chúng nó lên thì chúng nó cũng chết các bạn ạ. Bởi vì sao? Khi mà nước cạn đi rồi là chúng nó sẽ chui rúc này, thậm chí là có khả năng là những con cò này, con tắc kít là nó sẽ ăn luôn. Ui, thích thật. Uầy, đúng là cái bóng của mẹ nó chỉ đi theo để bảo vệ nó thôi đúng không nhỉ? Có dạy nó cách ăn đâu, cứ đi theo nó để sợ con khác ấy, sợ con khác nó tấn công con nó thôi, chứ còn thực ra nó cũng tự nó đi kiếm mồi ấy. Đúng rồi, kể cũng đúng, mẹ mình nói cũng đúng nhỉ. Thế này là chúng ta cũng yên tâm rồi đấy. Nếu như thả ra ngoài kia thì là khá yên tâm luôn.
Cầm mà chúng nó nhảy trên tay nó cứ buồn 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 buồn. Thích rồi, thích rồi. Rồi, ở đây. Bây giờ thì các bạn nghĩ sao? Các bạn để lại cho Long Đen những cái bình luận nhé. Mình chờ cái video ngày mai. Nếu như mà quyết định để cho bố mẹ nó nuôi thì nó cũng sẽ chết các bạn. Nước thùng sắp sửa cạn cũng sẽ chết. Và nếu như thả ra một cái thùng khác, thì nếu như chúng nó có thành công thì nó chỉ cần nửa từ này thôi là thiên nhiên đã có thêm được rất nhiều cá rồi, đúng không nào? Các lục thủ đã tha hồ được bắt rồi, đúng không? Đó là cái ý kiến của riêng mình là như vậy. Còn bây giờ thì lại nhờ các bạn thôi, để mình chuyển sang chăm sóc những con vật khác. Bố không biết nữa. Thế nhưng bây giờ thì cứ đành phải nhờ nó, con mẹ nó nuôi thôi. Mang cho con gà Tân Châu nuôi. Sao Hưng lại cho con? Xin được nó. Xin được nó, nhà có con gà, có bố, có mẹ nó không? Nhà nó có. Thôi. Thế thôi con ạ. Bố nó cho bán. Bán nhưng mà có một điều bán, như ông nó bảo là con tầm này không nuôi được. Sao? Theo như ý kiến của bố nó, của bố ấy, là nó có mẹ nó nuôi. Về thứ nhất mình lại phải ghép nuôi vất vả này. Thứ hai nữa là nhà mình cũng nhiều gà rồi. Bây giờ không may mà mang về con kia nó không ghép được là nó lại chết thì nó phí này. Thật mà. Thôi con mang là bảo ở Hương bố anh bảo là thôi chả nuôi nữa, nhà anh nhiều gà rồi, để cho mẹ nó nuôi, không tội nó, con không thương nó à? Bây giờ con mà bây giờ đang có mẹ này, người ta bắt đi thì làm thế nào? Thôi. Nhà mình cũng nhiều gà, bảo là Hương ơi, bố anh bảo là nhà anh nhiều gà lắm, không ghép lỗi. Nhá. Đi. Nghe lời bố. Đó là lời của thanh niên hiệp nhà mình. Có lẽ là các bạn chưa nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, đúng không? Tức là cái em ở trong hàng xóm ấy, là nhà có mấy con gà con, bố cho bán gà con đi, chả biết là gà trọi hay là gà gì. Thì mình cũng định tính là nếu mà phải mà nó bơ vơ thì đúng là mang về ghép với cái con này này, để nó nuôi chung. Thế nhưng mà hiểu ra cái câu chuyện là nó vẫn còn nhiều con, tức là con mẹ của nó đang nuôi nhiều con, tự dưng thằng em nó quý anh, nó bắt cho anh Hiệp một con, thì mình bảo thôi chả lấy làm gì con ạ, nhà mình cũng nhiều, cũng rèn cho các cháu là cũng không có tính lòng tham. Đó là cái mục đích của mình là như vậy. Nếu như nhà mình không có thì có thể là mình sẽ cho Hiệp mà nhận một chú gà về để ghép vào đây để hắn nuôi. Thế nhưng mà nhà cũng đang rất chi là nhiều gà rồi, thế cho nên là thôi. Cũng đó là một cái bài học và một cái câu chuyện nho nhỏ để mình cố gắng là dạy bảo con nhà mình thôi. Lâu lắm rồi chưa ra thăm vịt Uyên Ương. Mình đang quay cái con cá sộp đấy, là trong đầu mình đã nghĩ ngay ra là nếu như mà nó mà ăn ấy thì là mình thả nó vào trong này này, thì để mình sẽ không nuôi to các bạn, mình chỉ nuôi nó bằng từng này thôi, là sau đó là mình chỉ cần xả cái bể này ra một cái là mình có thể mang nó đi ra ngoài sông hoặc là đi ra về đâu đó để mình thả cho nó rộng rãi. Thế nhưng mà không biết là nó có ăn được hay không thì mình cũng chưa đoán được hoặc chưa biết được. Thì đây, hôm nay là tính là trong đầu đã loát được một đoạn là đưa vào trong này các bạn này. Đấy. Còn chuồng vịt đuôi nương của mình thì mình cũng đang đi đóng, mà mãi anh Thọ Mộc anh chưa đóng cho. Cũng gần vào mùa sinh sản rồi đấy. 3-4 tháng nữa không chuẩn bị kịp dần là nhiều khi nó có khi là muộn mất đấy. Còn thì giống cá sộp nếu mà thả vào sang cái bể này ấy các bạn, sang cái bể này là nó hơi nhỏ, sẵn sàng chúng nó phi ra ngay. Nó phi lên trên này là chết mất. Trong đầu mình đã tính toán nhiều thứ lắm rồi. Nhưng mà cái cơ bản là bây giờ là hay là mình về mình thử cho nó ăn xem nó có ăn không nhé. Nếu như nó ăn ấy thì mình sẽ thả tạm vào đây để tránh những trường hợp kiểu như nhỏ quá nó thả ra ngoài. Còn nếu mà nó không ăn với cái thức ăn của mình ấy, thì mình thả nó ra ngoài đầu chuông một kia hoặc là ra ngoài về sông nha các bạn nhỉ. Thì nó tha hồ của anh bay nhảy. Anh em, theo dự kiến của mình thì chúng nó cũng ăn mồi lổi như là những bọn này thôi. Đấy. Đây. Chúng nó cũng ị ra rất chi là nhiều phân này các bạn này. Ị ra rất nhiều phân luôn. Đây, các bạn nhìn cái lầm của nó. Chắc là nó sẽ hơi sợ một chút xíu. Rồi mình cho ăn ít thế này thôi, xem chúng nó có ăn không đã. Nếu mà một lúc nữa mà ra mà thấy nó cám mà nó hết thì là có nghĩa là nó cũng đã ăn đấy các bạn. Ăn này các bạn này. Phi lên nào lên này. Có ăn nhá.
Ôi, đớp ác, phi đầu lên đớp ác. Các bạn thấy không, nó phi đầu lên đấy. Ai ra, được. Rồi rồi, để mình chờ đợi thêm khoảng 5-10 phút để xem sao, cho chúng nó bình tĩnh lại. Nhưng mà mình nhìn thấy là, mình nhìn trên mắt thường của chúng mình nè, là thấy nó phi đầu lên để nó đớp cái ăn rồi. Đấy, nó càng chạy nhanh ấy thì là cái thức ăn nó lại càng kiểu như nó cuốn nổi lên này, nó lại càng đớp ác này. Đấy, các bạn thấy không ấy? À, đúng là nhà đông con không ngon thì cũng hết. Ghê chưa? Ê, thật không đây? Tổ chim chào mà cảm giác á. Cảm giác á. Em nhìn lại đi. Cái nó xù xù lên kìa nhỉ. Không phải đâu em ơi. Tầm này anh biết là nó không cảm giác được. Nhưng mà em nhìn thấy nó cảm giác không? Đầy u u u đúng không? Rác ở đâu mà nó cảm? Đấy là những cái con chim manh manh đấy, nó rằng xé tổ ra đấy. À, con manh manh nó là cái chúa tể của rút tổ của con khác để về làm tổ của nó, hiểu không? Mình đang cho để ý xem cá nó ăn ấy. Vợ bảo là anh Nóng ơi, ra đây xem chờ màu nó cảm giác. Bởi vì sao, là vừa mới thay lông xong nó chưa thể sinh sản được các bạn. Mà đặc biệt nó là cái giống chào màu ở ngoài tự nhiên ấy. Cái gen nó cũng gen ngoài tự nhiên, đâm ra là chưa thể cảm giác được. Mình dự đoán trước được cái tình hình là như vậy mà. Vợ mình giờ thì bảo là con manh manh này nó ác nhỉ. Các bạn thấy không? Ăn khỏe lắm nhá. Đấy. Giỏi. Thôi được rồi. Dù sao chăng nữa thì mình cũng kết thúc video ở đây. Và chờ xem những ý kiến của các bạn phản hồi xem như nào. Để mình có cái liệu trình và quân tính toán để gửi tới cho các bạn ở video ngày mai. Một lần nữa thì Long Đen luôn chúc các bạn là vui vẻ, thành công trong cuộc sống nhé.